Trong một movie ngắn Color Saver, The Phoenix Swordsman and Boots of Ruin, đúng với cái tên Kiếm sĩ Phượng Hoàng Bahato, hắn ta là một kẻ bất tử với sức mạnh của Phượng Hoàng, một kẻ sống hàng ngàn năm, chứng kiến quá nhiều sự hy sinh của những người đồng đội của mình. Hắn ta đã dần tha hóa và xem trái đất cũng như toàn bộ thế giới và Wonderworld chỉ còn là nơi để cư ngụ của cái ác, sử dụng sức mạnh từ quyển sách Book of Rune nhằm nhấn chìm cả thế giới vào tro tàn của sự hư vô. Dẫn dắt cả đội kiếm sĩ, Saber đã nghiên chiến Fajon hình dạng Rider của hắn, nâng cấp sức mạnh của bản thân bằng Crimson Combo và phần nào áp đảo được Fajon. Nhưng với khả năng bất tử của hắn, hắn đã tái sinh và ra một nhát chém quyết định vào Toma, khiến anh rơi thẳng xuống mặt đất. Thanh liệt ngỏa đã cảm nhận được quyết tâm của Toma, anh đã giải phóng Ray Dragon, sức mạnh của Ray Dragon giải phóng Hắc Bạch Long. Ba con rồng hợp lại với nhau để tạo nên Emotion Dragon Wonder Book. Sức mạnh của anh ở trạng thái này được nâng cao vượt bậc so với Crimson Combo một cách rõ rệt. Anh dễ dàng áp đảo được sức mạnh của Color Fashion. Tạo hình của anh với phần rồng đen cũng dựa trên Ray Dragon, hướng mặt của nó sẽ ngược lại. Phần trắng có lẽ là dựa trên phần chế tạo từ chiếc Wonder Book mang sức mạnh của nhím. Phần màu sắc cũng tượng trưng cho ba con rồng đỏ, trắng và đen. Tạo hình của anh đặc sắc hơn có lẽ là phần tay trái. Vũ khí của anh chỉ thêm vào một chiếc khiên nhỏ, nhưng nó làm thay đổi phong cách chiến đấu của anh cực nhiều khi giúp anh đỡ những đòn tấn công từ kẻ thù và phản đòn lại bằng thanh liệt quả. Cho dù có sức mạnh mới từ Rider vừa reboot, nhưng liệu anh có khả năng thắng được một Rider bất tử như Fajon áp đảo hắn bằng khiên và kiếm và ra đòn tất sát mang tên Emotion Dragon Godly Wrath Ray? Một luồng ánh sáng đỏ tím vàng quanh cuốn sách Emotional Dragon, có một vệt lửa hiện ra. Saber nhảy lên không trung, hình quyển sách Emotional Dragon sẽ hiện phía sau anh. Ngọn lửa từ ba con rồng bao phủ lấy Saber. Với long lực được bao phủ quanh cơ thể, anh lao thẳng vào một nguồn năng lượng nhiều màu tỏ ra từ củ đá của anh để nghiền nát kẻ thù. Không để Fajon kịp hồi sinh, Hắc Bạch Long đã lao vào hắn, phong ấn hắn vào quyển sách phong ấn. Kết thúc một chương cho một kẻ vô cùng nguy hiểm, khả năng tái sinh liên tục từ quyển sách Phượng Hoàng như Fajon.